Angela Baby bị nhận xét lép vế khi đụng hàng Phạm Băng Băng. Diện chung tác phẩm G.O.G. Hobeka cao cấp với Phạm Băng Băng, Angela Baby bị nhiều khán giả nhận xét trông thiếu sức hút so với đàn chị. Hôm 25 tháng 3, trước thềm sự kiện đêm hội Weibo năm nay, ekip Angela Baby tung bộ ảnh của cô với tạo hình thiên nga đen kiêu kỳ, bà mẹ một con tạo dáng linh hoạt cùng nhiều tư thế ấn tượng. Cô được đông đảo khán giả khen xinh đẹp, cá tính, truyền tải thành công sức hấp dẫn của trang phục. Ngay sau đêm hội Weibo, nhiếp ảnh gia Liễu Tông Nguyên đăng loạt hình anh chụp Phạm Băng Băng trước đây, trong đó có những khoảnh khắc cô phiêu với chính mẫu đầm cao cấp nhà G.O.G. Hobeka. Bộ hình nghệ thuật của diễn viên, tôi không phải Phan Kim Liên, nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Không ít khán giả dành cho cô những lời khen có cánh về thần thái và biểu cảm đầy sức hút. Đồng thời so sánh với Angela Baby, Phạm Băng Băng vẫn là ở một đẳng cấp khác. Tôi đang nghĩ Angela Baby mặc bộ đó đã đẹp lắm rồi, cho tới khi thấy ảnh của Phạm gia. Phạm Băng Băng bị phong sát, nhưng hệ tư tưởng của cô ấy thì không.